thì thấy các cụ nói là một nghề cho chín thì còn hơn chín nghề, nhưng mà anh làm nghề nào cũng chín cả. Thì có cái cách gì mà để có thể là mình làm các cái lĩnh vực em thấy là nó hoàn toàn khác nhau mà anh lại vẫn có sự thành công, và làm thế nào để anh có thể là tự tin để mình đi sang các cái lĩnh vực khác so với lại những lĩnh vực mình đã từng làm như vậy ạ? À, cảm ơn em. Bảo tự tin thì cũng chả tự tin lắm đâu. Khi mình bước sang các cái lĩnh vực khác ấy thì chỉ có liều thôi, chứ bây giờ gọi như là một ăn một thịt thì làm sao tự tin được. Thế nhưng mà khi mình làm ấy thì mình phải có cái đam mê, trước tiên là mình phải rất đam mê, thứ hai nữa là phải rất nỗ lực, rất cố gắng và rất nghiêm túc với cái công việc đó. Mình phải mày mò học hỏi rồi xem thiên hạ làm như nào. Tính toán cân đối rồi cũng phải lăn lộn lăn xả thôi, rồi thì hô hào anh em mỗi người một chân một tay vào. Vì một lúc được cái là các cán bộ lãnh đạo đa phần là những cán bộ cực kỳ đa nhiệm,